Xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ nói và chia sẻ về vấn đề bí quyết để cây mai sau Tết ra lá được to, bóng, dày và nhiều nha các bạn. Là khắc phục những tình trạng cây mai mà bị yếu ha, ra lá mà nhăn ha, teo tóp. Thì mình nói bí quyết ở đây là gì? Mình sẽ nói nhanh video này và các bạn hướng dẫn các bạn theo có thể. Mà mình nói thêm nè, nhiều bạn thắc mắc cái lưới này mình đậy để làm gì, nhà cái bẫy chuột mình làm gì nha các bạn. Rồi mấy cái kẽm mình răng như thế này ha, kẽm gai mình răng như thế này để làm gì? Là mấy con mèo nó phá các bạn ha, mấy con mèo nó leo lên đây, nó cào, nó bươi, nó phá đứt rễ hết mình mới đậy lại. Hai con bẫy chuột là để cho nó bay lên, nó sập, nó giật mình, nó không có nhảy lên tàn lá, nó nhảy lên mấy cái nhánh này nó làm gãy hết chứ các bạn. Răng kẽm gai chứ không có nhầm nhò gì nó hết chứ. Rồi mình nói bí quyết ở đây là gì? Bí quyết là sự phối trộn giữa hai thứ ha, là cái thằng Rotber B1 nè các bạn ha, thằng này là của Thái, phối trộn với lại thằng Decamon. Thì mình nói sơ về cái thành phần của thằng Super B1 và phối trộn như thế nào nha bạn. Thành phần cơ sở thằng Super B1 này, ngoài vitamin B1 ra thì vitamin B1 nó giống là chất xúc tác các bạn ha, nó sẽ rất tốt cho cái cây của mình. Mình trồng mình phải có B1. Còn cái thành phần chính trong cái phân bón vi lượng amino này nè là kẽm nha các bạn. Bo kẽm thì nó có 150 phần triệu, bo nó có 2710 phần triệu ha. Và cái thành phần quan trọng nhất là các axit amin, là amino acid đó các bạn, gồm có rất nhiều axit amin. Thì cái thằng này á, là nó công dụng của nó là ra rễ mạnh ha, tạo bộ rễ tốt và nhiều rễ mập mạp, hút được nhiều dưỡng chất, nảy chồi nhiều, chồi mập mạnh, xanh lá tốt ha. Thì bây giờ mình không có nói tới hoa, nó phát hoa dài to mà sắc đẹp lâu tàn nữa nè. Thì cái thằng amino acid á, là cái thằng mà nó là tiền thân của cái hormone sinh trưởng đó các bạn ha. Thì cái thằng này mình tưới vô á thì nó sẽ giúp cho cái lá mình nó to nha các bạn ha, lá mình nó to. Rồi còn cái thằng Decamon này nè thì nó là chất điều hòa sinh trưởng, gồm có bốn cái thành phần là sodium 5 nè, nitro gulac, và nó có thằng sodium o nitro phenolic, sodium b nitroflex, sodium 2.4 nitro phenol. Thì cái thằng này á thì thành phần nó cũng ná giống như thằng Atonis, nhưng mà cái nó thằng Atonis thì nó chỉ có 3 thành phần thôi, nó có 3 nhóm thôi, còn thằng này tới 4 nhóm. Thì thằng này nó mạnh hơn Atonis rất là nhiều nha các bạn ha. Thì mình nói bây giờ cái liều lượng riêng của nó, thằng này là 1cc pha cho tới là 4 lít nước nha các bạn, 1cc pha 4 đến 5 lít nước. Còn thằng này thì 1cc pha cho 1 lít nước ha, là một hạt là 1cc rưỡi pha 1 lít nước. Thì các bạn phối trộn cho mình ha, phối trộn cho mình. Ví dụ như bây giờ cái thùng B 20 lít thì mình bỏ cái thằng này vô ha, phối trộn thì bỏ cái này vô khoảng là 20cc ha các bạn, 20cc là 1cc cho 1 lít nước đó. Còn cái thằng này thì các bạn bỏ vô cho mình khoảng 5cc ha, 4 đến 5cc thôi cho bình 20 lít mình tưới. Thì thằng này nó giúp cho cái lá mình nó dày nha các bạn, lá mình nó dày ha. Nè. Cái lá nó dày. Còn cái thằng Rotber B1 là nó giúp lá cho nó to, lúc đó lá cho nó dày. À, thằng này giúp lá to ha, thằng Decamon giúp lá nó dày lên. Thì sự phối hợp giữa hai thằng này thì sẽ giúp cái cây mai của mình đầu năm á, lá nó được dày to,
bóng nè, bạn thấy lá dày to và bóng không? Bạn thấy lá, nhìn thấy lá muốn ăn luôn á. Đó. Là cái cây này là cái cây nó hơi yếu nha các bạn nha. Chứ không phải cây sung đâu nha các bạn ha. Các bạn thấy cái cây sung của nó ra lá nè. Cái cây này cũng không sung nữa, cái cây này là cái cây mà nó cũng vừa thôi nè ha. Cây này mai bướm bầu. Mai bướm bầu mà chỗ bông. Trong Tết á mà bạn thấy là nó mất nhựa dữ lắm á. Lúc mình xả tàn là mình cắt đôn nè, cái dấu cắt của nó là coi như khô nhựa luôn á. Mà bây giờ bạn thấy là lá nó ha. Là sự kết hợp của hai thằng đó đó. Hai thằng đạn đặc biệt là nó cứu cây mai si cũng rất là hay các bạn ha. Các bạn thấy cây mai si lá nó to lên luôn nữa thôi ha. Mai si lá nó to hơn. Thì thằng Rotber B1 thì cái giá của nó 100cc nó khoảng lá nó to các bạn thấy không? Tay của mình lá to ha. Lá to là nhờ cái thằng Super Rotber B1 các bạn. Còn lá nó dày lên như thế này nè là nhờ thằng Decamon đó các bạn. Bạn thấy tác dụng của nó đâm chồi rất là mê ha. Đâm chồi. Nó phục hồi cây si. Cây do điều kiện chỗ bông Tết này, sau Tết này nó yếu mất sức, mất nhiều thiếu nhựa đó các bạn, rất là hay nè. Bạn thấy nó đâm chồi rất là mê. Là lá rất là mê. Thì cái thằng Super Rotber B1 có thì giá nó khoảng 35.000 cho 100c. Còn thằng Decamon giá nó khoảng 65.000 các bạn ha. Nè, mình quay video lên có bạn khen cái cây sứ của mình nè. Sứ trắng mình đẹp nè, các bạn xem cây sứ trắng mình ha. Tàn rất là đều. Ha các bạn ha. Mình sứ thì mình làm biếng chăm sóc lắm. Đó. Mai mình cũng làm biếng nữa. Đó. À bạn thấy lá nó dày ha. Có đi video trước mình quay lên đó, các bạn nói lá mình trái, trái mà sao quay lên chị. Cái này là cái lá cũ mình chừa lại các bạn, lá cũ năm giò mình chừa lại ha. Là do cái cây mai nó cũng hơi yếu. Do lá cũ mình năm nay mình chừa lại. Chừa lại. Thế mà mình phục hồi cho cái cây nó nhanh hơn các bạn. Thì có bạn nói là trái mà sao mà đi giới thiệu người ta, đi quảng cáo này kia ha. Thì các bạn phải hiểu được nguyên nhân là cây mai nó yếu. Là những cái lá cũ mình chừa lại. Thì bạn nhận, bạn cứ theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ thấy cây mai của mình nó sẽ phục hồi từ từ nhanh chóng ha. Còn đối với những cây mai zin nè, cây mai zin nè bạn thấy nè, mình cho các bạn coi xem nó đâm tược nè, nó đâm tược khủng nữa không, nó đâm tược lên không phải nói là khủng luôn đó. Là cây mai này mai zin, nhưng mà do người ta bứng trước Tết là cho chỗ bông người ta bán mình đó các bạn, thì nó hơi yếu. Chứ mà cái cây này mà mạnh thì nó phát ghê lắm các bạn. Mà coi cái lá nó bự nữa ha. Thì cái cây mà nó sung thì lá nó mới bự được nha các bạn ha. Cây mà lá nó bự thì là cái mai sung. Cây mai mà nhuyễn á, có một số người thấy bán mai lên là lá nhuyễn, các bạn đừng mua mai đó nha các bạn. Mua mai mà lá nhuyễn á, không biết chăm sóc thì không có đạt được hiệu quả thôi nha các bạn. Có nghĩa là hả, mình đừng có tốn công với lại những cái mai mai si rất là nhiều. Ví dụ mình có tiền mình bỏ ra thì mình cứ mua mai sung nha các bạn, mai lá bự, mai sung lá bự tàn tùm mình mua nha các bạn. Vì mình đừng có chứng tỏ là mình hay, mình chăm sóc hay, mình mua mấy cây mà mai si chăm sóc về cực lắm các bạn ha. Và nó mất thời gian của mình nữa. Bởi vì mình mua thì mình nên mua những cái mai sung các bạn ha, cho nó mắc hơn một chút cũng được. Mai sung mai đẹp. Rồi mình bây giờ mình nói phó cái việc phối trộn nha các bạn. Phối trộn thì nãy mình nhắc lại rồi, phối trộn thì các bạn cứ ít thì mình làm ít. Căn cứ là mình nhắc lại cái liều lùng nè, phối trộn nè. Ví dụ bây giờ mấy bạn pha cho cái thằng này á, là bạn lấy 1cc pha cho 4 lít nước ha. Nếu bạn pha 4 lít nước, còn cái thằng này muốn 4 lít nước thì các bạn lấy 4cc ha. Thì pha lấy thằng này 4cc, lấy thằng này 1cc. Các bạn pha chung ha, pha chung quậy đều lên, bắt đầu tưới. Tưới thì sao, bắt đầu mình nói nè. Ví dụ như các bạn có những cái cây mai mà mini như thế này nè. Mai nè mini ha, mai mini thì cái là bạn thấy là mai này cũng mới ghép thôi. Cái thân của nó khoảng chừng lớn nó tay cái mình chút à. Thì những cái mai này các bạn tưới khoảng nửa lít thôi nước thôi nha các bạn ha, nửa lít nước nha các bạn. Đó.
Rồi, những cái mai bự như thế này. Cây này hoành 35, chậu khoảng 6, chậu 6 tấc lòng. Thì các bạn tưới cho mình 2 lít ha. Phối trộn vào tưới 2 lít. Đó. Cây mini mà lớn hơn một chút như thế này nữa. Cây mini mà lớn hơn một chút như thế này nữa. Thì các bạn tưới cho mình là 0,7 lít. Ha. 0,7 lít. Bạn đừng ham tưới nhiều nha, bạn tưới nhiều nó lãng thuốc nha các bạn. Thì các bạn có thể tưới hai lần thôi nha các bạn, hai lần cách nhau khoảng 10 đến 15 ngày nha các bạn nha, đừng ham tưới nhiều. Rồi thí dụ như mà cái cây này hoành khoảng 40, chậu cũng chậu 6 thôi thì các bạn tưới khoảng 2,5 thôi nha các bạn nha, đừng có tưới nhiều. Rồi cây này, cây những cái cây mà nó còn ít lá như thế này nè thì các bạn tưới ít lại chút, ví dụ như cây này nếu mà lá nhiều á, cây này thì chậu chậu 5 mà hoành khoảng 25 mà các bạn, thì nếu các bạn tưới nhiều, tưới lá nó hơi nhiều như vậy á thì các bạn tưới khoảng 1,5 lít ha. Còn cái cây mà nó lá ít như vậy các bạn tưới 1 lít là 1 lít 2 là được rồi các bạn ha. Đó. Còn cây này thì các bạn tưới khoảng 1 lít thôi các bạn ha. Cây này thì hoành nó khoảng 17 ha, lá nó nhiều mà tưới nó khoảng 1,7 lít. Thì mình nói cái thằng decamon này nè các bạn ha, cái decamon là cái thằng là tăng tác dụng của phân bón, có nghĩa là khi mà bạn tưới cái thằng này lên hoặc phun xịt thằng này á, các bạn có thể phun nha các bạn, không nhất thiết phải tưới gốc nha các bạn. Nếu cái bài lá các bạn là lá nhiều rồi các bạn nên phun. Thì mình nói là phun thì xin lỗi, mình nói cái tác dụng của nó là trợ lực cho cái cây của mình nha các bạn. Nha các bạn, trợ lực cho cái cây của mình. Có nghĩa là cái thằng decamon này nó là chất điều hòa sinh trưởng, nó trợ lực cho cái cây của mình để mà cây của mình nó tăng thêm sức mạnh để mà nó hấp thụ phân bón ha các bạn. Là có nghĩa là nó sẽ tăng thêm cái tác dụng hô hấp ha và van hợp để hút chất dinh dưỡng được dễ dàng hơn các bạn ha. Có thằng này nó hút chất dinh dưỡng được dễ dàng hơn ha. Thằng này là cho cây nó hút dinh dưỡng dễ dàng và hút dinh dưỡng được tối đa các bạn. Thằng này tốt lắm, những cái chậu mai mà các bạn lâu năm mà cái bón mà liều lượng phân bón mình tích tụ lâu ngày trong chất trồng của mình á ha, cây nó hút không được á, cây nó ăn không được á, thì tưới cái thằng này vô nè nó sẽ ăn được nha các bạn ha. Nó ăn được, tận dụng hút được tối đa chất dinh dưỡng trong chất trồng luôn nha các bạn. Còn cái thằng này á, là thằng này là phân bón amino acid, thì amino acid có nghĩa là acid amin đó. Thì thằng acid amin này thì các bạn biết hả, nó giúp cho cái cây của mình á ra lá được bự ha, ra lá được to. Thì các bạn biết lá to, lá dày, lá bóng mượt thì nó sẽ quang hợp tốt, hô hấp tốt, thì cây mình sẽ nè sung lên ha các bạn. Thì cái thành phần amino acid này mình đã nhắc rồi trong video trước. Thì trong cái phân tử, trong tế bào của cây, tế bào sống của cây của mình đó, thì nó có nhiều phân tử protein các bạn. Thì trong mỗi phân tử protein nó có rất nhiều axit amin, thì axit amin nó cấu thành từ thấu thành để tạo nên protein đó các bạn nè. Rồi thì qua Tết này thường cây chỗ bông sau Tết thì nó bị mất sức nhiều lắm các bạn, thì nấm bệnh nó sẽ tấn công. Thì các bạn tìm loại mua cho mình cái thằng này ha, hoặc là các bạn sử dụng trăm phong cũng được để mà ngừa nấm hồng nha các bạn ha. Các bạn có thể phối trộn thằng này với thằng Anvin cho mình ha, Anvin cho mình để mà xịt ngừa nha các bạn ha. Xịt ngừa thì 10 đến 15 ngày mà các bạn xịt cho mình một lần ha. Các bạn nhớ xịt sâu vào bộ chỉ nha các bạn, sâu xanh vào bộ chỉ nha các bạn. Lúc trước mình có giới thiệu tới ra số 4 rồi nè, thì cái tác dụng của nó cũng là phân axit amin các bạn, nhưng mà nó không có hay bằng của thằng này nha các bạn. Thằng này nó của Thái nó hay hơn chút ha, ta có nghĩa là cái tác dụng nó mạnh hơn được chút. Cũng giống như thằng này thì nó giống như thằng Atonis nhưng mà tác dụng nó mạnh hơn một chút ha. Còn các bạn sử dụng N3M này không xi nhê đâu các bạn ha, không xi nhê đâu. Cái N3M này các bạn sử dụng cho những cái cây mà nó sung thôi, nó dưỡng dễ thôi,
còn những cây yếu thì nó không có hay bằng đâu. Rồi các bạn xem lại những cái cây si của mình mà lá nó sẽ bự lên các bạn ha. Thì qua Tết là có nhiều bạn hỏi tại sao cái lá nó lại nhăn nhăn như thế này các bạn ha, lá nó nhăn như thế này và lá nó sẽ bị biến dạng này kia rồi đó. Thì mình nói là do nó cái cây nó thiếu nhựa ha. Thứ nhất là do cây nó thiếu nhựa, thứ hai là do nó bị sốc rối loạn sự hấp thu dinh dưỡng. Tại vì cái cây mai mình trổ bông Tết nó thường là nó để trong mát là một nè, và các bạn sử dụng bón phân kích để mà trổ bông đồng loạt này kia rồi đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây của mình sau Tết. Bởi vì cái cây sau Tết thì thường lá nó ra rất là xấu nha các bạn ha. Bây giờ mình phải, nãy giờ mình giới thiệu phối hợp giữa hai cái đó đó để cho lá nó ra được đẹp rồi ra xanh nha các bạn ha, lá ra đẹp được xanh bóng. Thì các bạn chỉ nên tưới phối hợp hai thứ đó chỉ cách nhau 10 đến 15 ngày hai lần thôi nha các bạn, đừng có tưới nhiều nha các bạn. Còn trong quá trình chăm sóc thì món mình sẽ hướng dẫn sau, trong quá trình chăm sóc thì mình sẽ hướng dẫn, cũng sẽ sử dụng tụi nó nhưng mà không có sử dụng nhiều như vậy nè các bạn. Nở cái bông gạo Thủ Đức. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.